Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đi. Trộm biến thái, mau! Một con tàu chở toàn bộ hàng. Cậu nghĩ cần bao nhiêu nhà kho để chứa? Có chuyện gì? Bà điên? Cần giúp đỡ không? Không, chạy! Đồ biến thái! Ăn trộm! Quần áo đâu? Mau trả đây! Dừng! Cô sẽ làm hư sách! Dừng! Sách của tôi! Dừng lại đồ điên! Đồ điên! Tránh ra! Tránh ra! Đi chết đi! Giờ phải làm sao? Chính xác là con đã làm gì? Con gái không đá bóng. Con bắt khách chờ lâu. Con trai cũng không dơ như con. Xin lỗi mẹ. Mẹ con sẽ dạy con sau. Trang điểm phù hợp. Mau lên. Đi mau. Khách này là ai? Ông ấy muốn gì? Ông ấy tới đây xem mắt con cho con trai. Phim được dịch đừng thô lỗ. Tại phim TV. Con luôn lịch sự. Đúng. Không, không. Chúng con chưa giới thiệu chính thức. Sao hai đứa biết nhau? Bờ sông, hiệu sách. Hiệu sách bên sông. Có hội đọc sách tên Người đàn bà điên, là tên tiểu thuyết của Na Uy, kể về một người phụ nữ điên có xu hướng bạo lực. Nghe có vẻ nặng nề. Đúng, có lẽ nên đổi đề tài. Đúng. Richard, cậu sao rồi? Là của anh. Tôi tưởng của tôi. Xin lỗi. Không sao. Anh biết anh có thể cố gắng chứng minh mình vô tội mà. Đúng, tôi có thể. Với 3 cô gái đánh tôi muốn ngu luôn, phải không? Đúng. Đúng. Có phải cậu ấy đang ép cô đọc cuốn sách yêu thích? Cậu ấy rất độc đoán. Không. Tôi chỉ hỏi Thanh Linh góc nhìn của cô ấy về quyền Anh. Tôi không biết môn này. Chắc là phổ biến thời La Mã, nhưng tôi không thích. Bóng đá thì sao? Richard, cậu mê không? Tôi thích bóng đá. Chắc là con gái thấy nhàm chán. Không, chắc chắn Thanh Linh thích bóng đá. Tôi chỉ xem là vui thôi. Cô thấy sao? Thỉnh thoảng cô có thể đến chơi thử. Thật không? Có lẽ là được. Phạm lỗi. Nghĩ đã. Cần cạnh tranh nghiêm túc vậy không? Trừ môn cấm qua. Có lý do cấm phụ nữ đá bóng. Cậu nghĩ chơi tốt hơn họ không? Mấy cô gái xinh đẹp này mặc đồ kỳ lạ chơi bóng là phước của chúng ta. Ở đây. Đừng thô lỗ như vậy. Sao? Chơi thôi mà. Bên này. Lừa bóng. Chuyền bóng. cho cậu. Cô ổn không? Cũng ổn. Tôi nói rồi, cô ấy suýt bị thương. Thôi đi, không hề phạm lỗi. Cậu đẩy mạnh quá. Chỉ là đá giao hưởng. Chỉ là đá giao hưởng. Rồi sao? Xem mắt. Đồ vô ơn đó. Tôi sẽ thiêu chết cô ta. Ai là người nhìn thấy Nozomi cuối cùng? Tôi sẽ tìm cô ấy. Không cần. Tôi đã nhờ hội tam hợp giải quyết chuyện này. Bên đó, mau lên. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Sao vậy? Có người đuổi theo tôi. Tôi trộm tiền, nhưng chỉ để bỏ trốn. Họ muốn bắt tôi làm gái. Cô không cần phải nghe theo họ. Họ đang đuổi theo tôi. Đợi đã. Để tôi giúp cô. Theo tôi. Mau lên, mau lên. Chúng tôi mất dấu ở đồn điện họ Trần. Có thể đã lẻn vào nhà chính. Nhưng tôi không chắc có được đụng đến họ không. Họ trả tiền đúng hạn không? Không, trễ 2 lần rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc thăm họ. Rõ, thưa ông. Mở cửa. Họ sẽ vào. Họ không dám. Họ dám. Mặc vào. Mau lên. Họ đang đến. Ngồi im. Tôi lo kẻ bỏ trốn đang trốn trong căn nhà này. Nếu có, người hầu sẽ phát hiện ngay. Nhà ông rất lớn, ông Trần. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ ông. Người của tôi biết phải làm gì. Ông có thể cho chúng tôi xem một vòng. Được. Lối này. Xa ra, không tìm thấy. Không sao, mọi thứ đều ổn. Tìm kỹ hết chưa? Rồi, ngoại trừ phòng con gái họ. Cô chủ nói đang bận. Gọi cô chủ xuống. Cha! Xin lỗi, con đang chơi với Eliza, bạn cùng lớp. Ông Trần, rất vui được gặp ông. Hân hạnh, bạn mới phải không? Tôi chưa thấy Thanh Linh mời cô đến chơi. Cô ấy là con gái chú Tiêu, mới từ Anh về. Linh, trời nóng quá, cho tôi ly nước được không? Tôi khát. Được chứ? Xin thứ lỗi. Chúc may mắn. Hy vọng cậu tìm thấy người. Cảm ơn. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ông và đồn điền, dù ông có trả tiền trễ. Trợ lý của tôi hơi lơ là. Tôi sẽ nhắc cậu ấy. Mọi chuyện ở đồn điền vẫn tốt chứ? Không thể tốt hơn. Tạm biệt. Đi rồi phải không? Em thực sự ghét đám côn đồ đó tới nhà, còn nói về mấy kẻ bỏ trốn nữa. Không có chuyện gì. Thanh Linh đâu? Con bé và bạn về phòng học bài. Có hỏi liệu bạn nó có thể ở lại qua đêm được không? Em nghĩ cũng tốt, đặc biệt là khi có kẻ đang bỏ trốn. Em biết gia đình bạn nó không? Phim được dịch. Có chuyện gì? Ông Graham gọi, ông ấy đang trên đường đến, ghé qua ăn trưa. Em sẽ xuống bếp. Là cô gái đó, phải không? Tôi không biết, vô dụng. Theo dõi nhà đó. Tôi nghĩ hai cô gái che giấu gì đó. Rõ, xa ra. Cho tôi ly nước được không? Tôi khát. Của cô đây. Tôi còn không biết mình đang nói gì. Tôi thường nghe nói vậy. Người Anh luôn phàn nàn về thời tiết, hoặc là muốn uống nước. Cô là thiên tài. Tôi phải đi. Không, đừng. Lỡ họ phát hiện thì sao? Chúng ta cùng tìm ra cách gì đó. Nhưng... ít nhất, ở lại ăn trưa. Cha tôi có bạn người Anh tới chơi. Ông ấy biết nhiều người có quyền. Người Anh sẽ cấm mại dâm. Chờ xem. Tôi không tin. Khách toàn người Anh. Ai biết được. Dù sao, cứ ở lại. Tôi cho cô mượn bộ váy đẹp nhất. Okasan đã sai người đuổi theo Nozomi. Họ rất tàn nhẫn. Ai biết chuyện gì xảy ra với cô ấy. Tôi đang nói chuyện với không khí sao? Tôi không biết. Như vậy có là trả lời. Anh giúp được không? Làm ơn. Tôi có thể làm gì? Họ đang đuổi theo cô ấy. Không phải tôi. Chắc chắn cô ấy đang sợ hãi. Anh mặc kệ hả? Tôi đối với cô ấy giống như chó quan tâm Kabuki. Mỗi lần chú Graham đến, mẹ tôi như thành một người khác. Bếp là chiến trường của bà ấy. Tới rồi. Đừng nhìn. Chạy. Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh. Được. Tới giờ ăn rồi. Cô ổn chứ? Dạ. Xuống liền. Thanh Linh, con đang làm gì vậy? Mọi người ngồi vô bàn rồi. Bạn con đâu? Cô ấy về nhà trước rồi. Về mà không thèm chào sao? Cô ấy nghĩ là mẹ bận, không muốn làm phiền. Mau ra ngoài. Ai vậy? Cô nói giọng Anh. Phim được dịch nói đi và lồng tiếng tại phim TV. Đừng đụng vào mặt. Làm cô ấy mất giá. Bà ta sẽ không trả tiền. Nói đi. Sao? Cô biết nhà họ Trần. Tôi có cách làm tổn thương cô, không để lại dấu vết. Xa gia, thiếu gia về rồi. Mau, giấu đi. Bịt miệng lại. Đi! Cha! Thật tốt khi trở về. A Đào. Mừng về nhà. Tới đây. Cô cũng muốn về, nhưng đang bận tìm trường mới cho A Nhất. Thằng bé đó. Mọi thứ ổn chứ? Dạ. Học kỳ kết thúc tốt đẹp. Con muốn thành phóng viên sau khi tốt nghiệp. Tốt. Trước khi con quên, cô đưa cái này cho cha. Của mẹ để lại trước khi mất. Muộn rồi. Con cũng mệt. Để nói chuyện sau. Cha, thật tuyệt khi về nhà. A Phúc. Sa Gia, coi chừng thiếu gia. Nó dễ đối phó. Tôi có quá nhiều kẻ thù. Rõ, Sa Gia. Trung Quốc nhập gạo từ Miến Điện. Đây, 3,5 triệu bao. Trung Quốc nhập 3,5 triệu bao gạo từ Miến Điện. Đây là lượng gạo nhập khẩu lớn nhất trước giờ. Con tự hỏi sẽ ảnh hưởng ra sao đến công ty. Chuyện buôn bán với Miến Điện, cha chợt nhớ ra con có thể học thêm những thứ khác. Học gì? Cha không biết. Thêu thùa, nấu ăn, xã giao, gì cũng được miễn là con đoan trang hơn như em. Lỗi của em. Em sẽ hối con học. Cha đã kiểm tra, không có chú tiêu nào mới từ Anh về. Cha không biết là con đang chơi với ai, nhưng cấm từ đây. Nhưng từ giờ con phải ở nhà, điều chỉnh lại hành vi. Không nhưng gì hết. Nozomi. 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 Nozomi, tỉnh lại. Gửi chồng. Đây là mong ước cuối cùng và duy nhất. Đừng kéo A Đào vào công việc của anh. Thằng bé không phải là người kế vị tốt. Con tử tế và cả tin. Anh sẽ khiến con gặp nguy hiểm. Hứa với em. Tiếp tục. Cô ấy đã nhịn đói 2 ngày rồi. Dù cô thích hay không, cô sẽ được đấu giá cao nhất. Không, Cô ấy có biết làm hài lòng đàn ông? Cần gì phải học, cô ấy là người mới, đủ để khơi dậy ham muốn. Mặc đồ vào, sao cho thật đẹp vào tối nay. Không. Kế hoạch quá tệ. Chị Hidami. Sao cô nghĩ cô không cần phải bán mình? Cô đặc biệt đến mức nào? Dám nghĩ cao quý hơn chúng tôi? Biến khỏi tầm mắt tôi. Cô ấy phải được trả giá cao nhất đêm nay. Vậy chị làm sai rồi. Nếu chị không muốn có tiền, làm vậy đi. Ý cô là gì? Nhìn cô ấy như sắp chết. Không lớp trang điểm nào có thể giúp một cô gái khốn khổ bán được với giá thực tốt nhất. Cô có ý tưởng gì? Đấu giá công khai. Lâu rồi chúng ta chưa giới thiệu quý cô mới. Cho tôi 10 ngày. Tôi sẽ đích thân dạy cô ấy. Đóng cửa. Chị tận dụng thời gian khơi dậy hứng thú của khách. Gợi ý họ sự thích thú và trải nghiệm cô ấy mang lại. Tiền không mua được một cô gái thuần khiết, độc nhất vô nhị. Tôi bảo đảm cô ấy vượt xa kỳ vọng. Cô ấy có thể bán bằng giá cô hay hơn. Hơn. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Ông Hà, xin giới thiệu con gái tôi, Thanh Linh. Bác Hà, xin lỗi để bác phải đợi. Con có thể mời trà bác để xin lỗi được không? Không cần phải xin lỗi. Cần chứ. Đây là sở trường của con bé. Mời. Bác Hà, mời. Con thích trà sao? Dạ. Khi con muốn cả thế giới dừng lại trong giây lát, con uống một ly trà. Đúng vậy. Con không hứng thú với con trai bác Hà. Nhưng con không còn trẻ. Nghĩ về chuyện này là khôn ngoan. Con nghĩ sao về con trai lớn nhà hội đồng Richard? Nhà hội đồng có mỏ thiết ở khắp Malaysia. Richard nghĩ trái đất phẳng, nếu đến quá gần mép sẽ bị té. Con đúng là thích nói quá. Richard rất thông minh, gia cảnh tốt. Hôn nhân là chia đôi quyền lực, nhân đôi nghĩa vụ. Arthur Schopenhauer nói. Đúng thật là Thanh Linh. Cha mẹ cho con đi học không phải để trích dẫn sách rồi cãi lại. Nhưng cha mẹ thiên vị nhà giàu, tại sao không? Tài chánh ổn định là nền tảng cho hôn nhân tốt đẹp. Không phải với con. Suy nghĩ của con là quan trọng nhất. Được, mẹ không muốn tranh cãi với con. Con cũng vậy, mẹ. Sa da đào. Thanh Linh. Cô sẽ làm hư sách. Dừng, sách của tôi. Dừng lại, đồ điên. Đồ điên.